chúng ta đã mang đến một phần trình diễn rất là đặc biệt. Một tràng pháo tay được không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần đánh giá đến từ ban giám khảo. Em xin mời thầy ạ. À, mình thì muốn nghe nhiều hơn, tiết mục này hơi ngắn vậy. Cái đoạn, không có, có lẽ là do cái âm thanh nó làm cho đoạn đầu cái tiếng violin nó hơi chát. À, chứ còn mình cái hòa âm được cái bài của các bạn rất là ổn, bốn bạn phối hợp rất là ăn ý. Đây là một cái bài mà mình rất là thích. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin được cảm ơn phần đánh giá đến từ thầy. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ nán lại khu vực sân khấu để nhận bằng chứng nhận đến từ ban tổ chức. Bây giờ để làm cho năng lượng chúng ta nóng hơn thì các bạn ơi, một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho Dash Band có được không ạ? Thank you. Cảm ơn các bạn rất nhiều.